đứng được trường hợp một, cuối cùng trường hợp một nó cũng đứng được, đứng lao. Số liệu nó đang thu thập đây, đây là trường hợp hay à, nhưng mà lao lao nó vẫn quay nha, cái góc theta nó vẫn quay đó, kiểu như nó đơn dịch chuyển nó vẫn quay. Đây là trường hợp Fuji, đơn là Fuji vẫn quay. Giờ nó nhấp nó đứng 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 một cũ rồi, nhưng mà nó chả là ông xí là nó vẫn quay đó. Giờ bắt đầu nó quay, giờ cái cánh tay bắt đầu quay rồi, mà khi mà nó quay nó lại ra cái khoảng khoảng cái độ đó thì nó sẽ bị rớt đó, nó quay. Bây giờ nó bị ấy, nó quay rồi nhưng mà nó vẫn đứng tốt nè, vẫn đứng tốt. Bây giờ mà hãy mà mình tác động vô cái thanh dưới đây là bắt đầu nó quay á, tác động vô cái thanh dưới là chắc chắn nó sẽ quay. Thử tác động thử. Đó, không, nó vẫn đứng được, nó vẫn đứng được, nhưng nó vẫn giữ cân bằng lại rồi, vẫn giữ cân bằng lại được rồi. Bao nhiêu mẫu rồi ta? Mấy mẫu đây? Cố gắng thu thập thêm. Con này sao nó lao quá, nó máng mà chưa hôm rồi, nó chưa nắng. Vẫn đứng lại được, nó vẫn đứng ở cái gác đó. Đây là trường hợp 1 theo Anfis, theo Anfis hả, theo Anfis. Nó đứng rất là tốt luôn. Cuối cùng cũng đứng được mà thu thập dữ liệu đi vẽ đứng rất là tốt mà. Đứng rất là lao luôn, đứng rất là lao luôn. Nó vô động cái theta nó sẽ vô động một khoảng. Đây là dữ liệu hạt của nó, dữ liệu của nó hạt được, dữ liệu của nó thu thập được, đang thu thập dữ liệu, vẫn cho nó đứng. Nếu mà trường hợp một mà đứng được như vậy thì thành công đó thầy. Trường hợp hiện tại trường hợp phe đĩa mà được như vậy thì cũng rất là khó, tại vì em phép lồng đi lồng lẹ về lần như vậy nó mới được, như là reset rồi đấy, rất là khó. Mà trường hợp đứng rất là đẹp luôn. Số liệu thu thập, đây là số liệu thu thập được, cũng rất là tốt luôn. Em thử tác động thử vô thanh dè, có tác động vô thanh dè rồi, nó vẫn đứng được. Thử tác động vô thanh dè vẫn đứng tốt.